Trời ơi, món ăn này kích thích vị giác của tất cả mọi người luôn này. Mùi ớt, mùi ớt, mùi ớt. Bớt đi không mặn vào cái. Hey. Chua, cay. Đã gọi chua cay nhưng vẫn thích. Không. Ai mà thèm thì cắt canh ra chấm muối ăn cùng với tráng nha. Cái này đầm đầm muối tí nha. Ăn xong chút nữa uống nước thì ba luôn. Chấm muối đầm hơn ngon hơn mọi người ạ. Ngày xưa toàn ăn vậy không có mọi người. Ngày xưa thì làm gì có trái cây ăn vặt đâu. Trẻ con toàn cắt như thế này chấm muối. Ngon. Nói đi nói lại mình vẫn thấy ngon nha.